Hello Dương, xin chào tất cả các bạn đến với video hôm ngày hôm nay nha. Thì hôm nay Dương đang ở khu du lịch đảo Ó Đầm Trường. Thì hôm nay Dương sẽ dẫn các bạn đi review cái đảo Ó ngoài ở là đây gần là Hồ Trị An đó nha các bạn. Bây giờ Dương sẽ đi cho các bạn mua vé nha. Đây hôm nay em đi với lại em Đạt luôn nè. Đó, em Trăng. Dạ mình đang làm caramel nha các bạn. Đây giờ mình sẽ đi vô đây mình mua vé coi. Lấy cho anh 4 vé nha. Đây là vé là đi về đúng không ha? Ở đây các con này không được nhận chứ. Hai đứa đi đâu? Rồi đây là 4 cái vé tàu của mình nha. Mỗi vé là 150, 4 vé là 60.000. Hôm nay mình đi 4 người. Rồi các bạn đi xuống vé tàu với mình đi. Cho anh hỏi là mấy giờ tàu mình chạy vậy? À, mình đợi không 15 20 phút. Con này khách được á. À, bây giờ mình đang đi xuống dưới tàu nha, đang chuẩn bị đi xuống tàu. Cái vé này hình như là người ta xé một góc đi, còn giữ lại cho mình một miếng nha. Mồi chấm chép. Bữa nào mình đi xuống đi câu cá đi Đạt ơi. Ôi tao mồi gì dưới đó kìa. Nói vậy thôi chứ ai biết. Đấy, bé Trăng đang đi xuống tàu. Người ta đi rất nhiều nha các bạn. Giờ mình sẽ quay xuống dưới tàu nha. Chiếc tàu này hình như là chở được 40 người đều phải hết à. Tại vì người ta thu vé có hai ấy, bên 20 thôi. Hai bên là 40. Con. Con dưới đây được rồi, con đi đâu vậy? Tàu mình đang về bến nha. Đó. Cân bằng lại xíu. Lâu chút xíu nó nghe nó bằng lại à. Được đi lên tới đảo rồi thì giờ đang chuẩn bị đi lên bờ. Trăng với Đạt đang đi trước đây chuẩn bị đi lên trên cái hòn đảo này nha. Đảo này là đảo Ó, đảo nước ngọt luôn ở các bạn có bao giờ mà đi đi đảo mà nhưng mà nước ngọt chưa? Đây là cái đảo ở nước ngọt ở Việt Nam. Đây là cái khu đi tham quan nha. Ở đây có mấy cây cầu này thì thấy có xe chạy luôn á. Cái cầu này nó liền với cái đảo bên kia thì cái đảo, hai cái đảo này nó tách rời ra một cái con sông nhỏ chính giữa nha. Không che đâu. Không. Nó thì trời tao đẹp trai đâu, nó hết đẹp trời. Thì bây giờ mình đi tham quan bên cái thác nước bên này đi. À, cái trò chơi này trò chơi gì em? Quay hả? Là ấy là mình cầm mình ném vậy đó hả? À. Đây. Ở đây có trò chơi đó nha các bạn. Thôi mình bỏ khẩu trang đi ha, mà ở đây giờ dịch đâu có dịch nữa đâu. Giờ
dịch nấu cháo hết trơn rồi. Cái này là nhiêu vậy? 70 tiêu 30 ngàn. Ủng hộ YouTube 30 ngàn. Trời, đây vui lắm. Cái gì? Dạ, đây. Vậy ha. Bây giờ là có nước uống không? Có nước uống 2 tiêu rồi đây. Hai bóng là có một chai nước hả? Trời trời, nước uống hả? Nước uống tặng cũng được, lấy chai nước suối tặng anh uống trước đi. Bây giờ mình sẽ ném nha các bạn. Ở đây là có trò chơi phóng vi tiêu, phóng trúng bóng quá trời nhiều bóng, thế nào cũng trúng rồi. Ai phóng cho đã, em phóng đi. Ai phóng trúng, bây giờ phóng trúng nào lấy cái đó đúng không em? Mày gái rồi, ok anh xong phóng em, lấy em luôn. Trời phóng trúng bé này cũng bé luôn nha các bạn. Rồi phóng nè. Trời ơi, nhẹ quá vậy ta. Xuống mạnh lên. Yếu đi. À, sáng chưa sáng rồi. Rồi kìa. Cầm cái đuôi á. Ghê chưa, ghê chưa. Ghê chưa, ghê chưa. Một. Một. Đấy. Con lấy trời. Biết rồi đó. Hai nè. Hai. Wow. Nổ nhiều bóng mà mình lấy cái gì vậy? Hai cái ơi. Cái gì? Ơi. Siêu à. Siêu à. À được 3 cái. 5. Ô, sao nhiều cũng chưa nghe vậy? 6. Vợ quá. 7. Ô, 3 cái nữa. Chết nè. 3 cái. Trời ơi. 7 cái. Hết chưa? Thấy còn. Rồi, còn cái nữa. 8. 8. 8 cái là lấy được 4 chai nước rồi đúng không? Không. Cái này cộng dồn là nước khác anh. Là sao vậy? Cộng dồn là nước khác nha. Em đi lại nhanh lên. Xe nãy em đứng đó đi. Thôi nghĩ rồi. Đi có bông, đi có bông to kìa. Rồi. Chúng em 2 tiêu đi có bông to rồi. 2 tiêu nữa mình lấy được cái này nè. Thôi, bây giờ, không. Bây giờ lấy được cái gì nè? Bây giờ lấy được con cá heo nhỏ. Không có nước uống được luôn hả? Được. Được mà tính sao lấy nước anh uống đi, chạy khát nước rồi nè. Đây, khát nước có tiêu. Rồi trời. Đây là các bạn ơi, 60 ngàn có 2 chai nước đó nghe. Đó. Còn cá heo nữa đi. 6. À, đổi nước hả? Đổi nước. Cái này mình chơi giải trí thôi ha các bạn, chủ là lên đây để chơi vui, chơi gì đam mê đúng rồi. Chai nước suối là tặng đúng không? Tặng luôn. Có uống chưa? Đây là tặng chai nước suối nhỏ nha. Đây là mình giải trí thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua cái khu khác chơi nha, uống nước đi. Bây giờ mình qua mình thấy cái xô đó, cái xô đâu phải đâu vụ mình đó ăn nha. À, bây giờ mình sẽ đi vô trong cái khu này để tham quan. Ở đây có mấy cái xe, xe này là để cho khách mướn thuê nha, chở đi nè. Có xe kìa anh em ơi, mình chạy theo xe này coi. Có hai cô nữ ha, đi theo mình ở sau lưng mình đây. Đó. Ở đây cảnh rất là đẹp mấy bạn, cái này mình chụp hình là hết sảy còn quậy luôn. Mình đang đi trên cái đồi cao, thiệt là cao. Đó. Hai bên này có bông hoa cây lá đầy đủ không có nước. Các bạn ơi, ở dưới đây có một con đường nhỏ nhỏ nha. Thì ở đây chụp hình qua cái cảnh bên đây thật là đẹp. Hết sảy con bà bảy luôn ha. À, mình sẽ đi tham quan cái đường ở dưới nha. Hồi nãy mình đi khích ở trên cái đồi. À, thì bây giờ mình sẽ đi ở dưới này. Wow, ở đây cái khung cảnh ở đây rất là tuyệt vời luôn các bạn ơi. Đây có mấy bạn idol. Thì các bạn đi du lịch thì ghé lên kênh Lê Dung Vlog, mình review cái đảo này, các bạn xem ủng hộ mình ha. Nó rất là cực kỳ đẹp luôn nè các bạn ơi. Mình sẽ chụp mấy mô hình coi. Wow, một thác nước rất là tuyệt vời nha. Đây. Wow. À,
nhà chờ. Nhà chờ này để cho khách người ta chờ để mà đi, đi lượt về nha. Đây có một cái hồ bơi à. Hồ bơi này à, mình có mua vé tắm nha. Mình đi tham quan hết cái đảo nhỏ bên đây rồi, giờ mình sẽ đi qua một cái đảo lớn nha. Đây có một con đường mà người ta làm cầu treo, cầu phao. Cái này nếu mà nước lớn này nó sẽ nổi lên à, bình thường thì nó sẽ cạn xuống, nó nằm xuống đất như vậy ha. À, ở đây có mấy cái homestay à, người ta làm giống như nhà gỗ để cho khách tham quan thuê nha. À, cái cây nước hồi nãy nằm đâu, nằm khu vực nào, nằm hồ bảy, nằm ở đây đúng không? Bây giờ mình sẽ đi xuống đó ha. Em nói gì chăng? Phải không? Các bạn, đây là cái cổng khu du lịch đảo Ó Đông Trường, công ty cổ phần Lịch Cường Thuận City. Rồi để mình coi ở đây có nước gì. Ở đây có mấy cái tủ nước để khách mua ha các bạn. Thì mình đi mình không có đem nước theo thì vô đây, nhưng mà ở đây hơi mắc nha. Rồi. Đó. Thì ở ngoài mình uống 10.000 thì vô đây thì sẽ 20.000 nha các bạn ơi. Dạ đúng rồi. Em đi review cái đảo Ó. À Lê Dương Vlog. Mai em sẽ đăng lên vợ ơi cho tiền mua nước uống vợ ơi. Ủa vậy là về anh lấy hết tiền hả? Nói chung là nước ngọt một chai 20.000, còn nước suối một chai 10.000. Sau 20.000 rồi 3 chai. Rồi bây giờ mình sẽ đi kiếm một cái chỗ nào mình ngồi đi. Đúng rồi. Bỏ thêm 10.000 nữa mình mua nước. À đây có con kỳ đà nha. Đó các bạn ơi. À bên đây thì có mấy bé khỉ. À quay. Uống nước không? Nè uống đi. Không phải không chê thôi nghỉ. Ừ. Uống không? Không thôi. Wow, đây có con chăn. Con chăn này nó mới vừa lột luôn, quá trời to luôn kìa. Con chăn mới vừa lột co đùng luôn bay. Vậy xài đúng không? Bây giờ lấy cái chai này chỗ nè.
mình đâu hái đâu mình chọi mà. Nước ăn nó chọi anh luôn bây giờ. Thì à, ở đây cũng có mấy cái chuồng thú để là nuôi thú, nhưng mà ở đây là cái chuồng gì ta? À, ở đây là con chuối các bạn ơi. Đây đây con chuối. Em này đang chứng đang định vườn ngục nè, nó mở cửa. Ờ đúng rồi, mở cửa đúng rồi. Ờ mở cửa vô, đúng rồi, gịch ngay cái ổ khóa kìa, ngay cái chốt kìa ông ơi. À bên này có vài con bồ câu để chiêm ngưỡng, có thêm mấy con chích trà lửa nữa nha, chích trà than. Ở trong đó. À mấy con chích trà than. À đây có mấy con công. Wow. Chọc cho nó phùng lên đi. Đây các bạn ơi, thì có hai con chích nha. Ở nhà mình có hai con, một con nhưng mà to giống như con bự này nè. Còn con nhỏ này là con mái. Rồi. Mình sẽ đi xích ra ngoài này xíu nữa coi trong này còn cái con gì nữa nha. Oh, ở đây có một chuồng công công luôn. À, có rất nhiều là thú quen để mình tham quan nha. Con công gì mà xấu dữ vậy trời. Kìa công đẹp lắm mà sao con công gì đâu xấu quắc vậy. Ừ. À. Ở đây rộng lắm mình đi không nổi đâu. Ờ đúng rồi, người ta dựng liều cắm trại á. Mình đi kiếm chỗ nào mình cái chỗ nào mình ngồi của mình đi chứ. Ngay phần giữa luôn hả? À ở trên đó như là có sân bóng hay sân golf, sân bóng, sân tennis. Ờ ở đây có gió nè. Thì bây giờ mình đi kiếm chỗ ngồi nè. Hết hồn. Đi ở đâu đây, ở đâu đây? Đụm cái bảng này, hồi mình ngồi lót ngồi đi. Bỏ rồi, không xài nữa. Ở đây thì người ta cắm trại, mấy cái liều này của người ta cắm trại, người ta đi câu cá ở đây ha. Chào anh. Qua đây nhịn đói gì, mấy ngày nay rồi đó. Xin gạo. Ủa sao lại nhịn đói không? À đi chơi nhưng mà giờ khổ quá trời khổ ha, đi du lịch không có tiền. Không có tiền về. À. Trời ơi không có tiền à. Xin gạo mà ăn thịt sườn không biết đó trời ơi trời. Ơi. Cái này giấu. Mới xin luôn á. Dạ. Đây em quay luôn. Ở đây tôm trời ơi. Xin gạo mà tôm. Rồi, giờ mời uống ly đi. Hai anh. Dạ được rồi anh, được rồi, được rồi anh. Em cảm ơn, em đi quay vlog cho nên là em không có nhậu. Dạ. Em Lê Dương Vlog. Lê Dương hả? Dạ, em đi review cái đảo của mình. Có không anh? Hả? Câu có không? Câu ơi, câu tốn tôm, tốn đồ mồi tùm lum quá. Cái này nè. Có là con gì con? Ốc. À, con ốc này là con ốc được nguyên một mớ luôn. Ốc ốc đắng, ốc miền Tây mình kêu bằng ốc đắng. Ở đây thì kêu bằng ốc gạo với lại con hến. Vậy là chừng nào mình lên clip chắc ngày mai em đăng. Rồi dạ, chúc kênh dạ mấy anh chơi vui vẻ nha. Em chào mấy anh. Dạ. Dạ. Dạ dạ. Dạ không được cô. Dạ được rồi cô ơi. Ôi, ở đây nè, ở đây nè, ở đây có chỗ mát mình đây nè. Ui. Đâu? À ở đó có cái chuồng thú gì vậy? Con gì chuồng gì? À ở đây có một con hươu nghe, mình nghe nó là con hươu mà biết mình chưa thấy. Giống con cọp á vậy? Giống con cọp vậy? Con heo hả? Sai sai rồi, không phải con heo đâu, con gì á? Mình qua đó đi. Thì không ai thì mình qua đó. À các bạn ơi, ở đây hình như là con này là con hươu mà sao nó đen thui vậy ta? À người ta cưa cái lọc nhung hết trơn rồi. Ở đâu thì chỗ trống nhiều mà mình ngồi bên có sao đâu. Đi đạp bãi phân bò nè. Gì? Đâu có đâu, mấy cái trại này, mấy cái này đâu có. Cái gì? Cái gì vậy?
Thôi bây giờ mình vô đây mình ngồi kéo bên đây đi. Ở đây thì mấy cái trò như vậy thì ai tới trước thì ngồi nha các bạn. Đó, mình đến sau mình xin ngồi ghé. Không chỗ rồi. Em gọt đi. Chứ đủ ăn chậm. Ngon. Cái đủ nè, bên đảo nhỏ nè. Đi trên đường làm đường anh. Trên đây, đúng bên đảo nhỏ bên kia. Dạ. Ngon ha, cái đủ rồi. Cái giờ nãy bẻ thêm trái nữa trời. Không gian bẻ chúng ta muộn đâu. Còn lẹt chén rồi, đưa chén rồi trời. Ủa chứ đủ thì ngon á, không cây đủ thì ngon thiệt luôn á, chứ nhìn thấy cái đồ là ngon luôn á. Chuyển về. Chạy ra đập. 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 Chạy thì ở đây mình có bốn đứa thôi, mình sẽ làm tư hơn sẽ làm năm đâu. Đó muốn thành nghiệp, không thành muốn gì đó gì làm đi ăn tự để mà cũng mà. Nhưng mà hốt cháy đồ này. Thôi mời nhà mình dùng trái cây nha, đây là mình đang nghỉ mệt. Giờ dùng trái cây đi. Giờ đó cái ghe chạy hoài đó. Mình mời cả nhà ăn đu đủ, mình lái anh Dương bẻ chậm nha cả nhà. Rồi anh Dương ơi. Vô nè, 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 giáp nữa cái đảo lớn nha, mệt quá thôi giờ mình quay về, trời cũng nắng rét chưa này đang nắng. Ê mắc dép hổng giò luôn. Ừ chào cả nhà nha, mắc dép luôn. Thì ở đây nếu mà mình đi có bạn gái hay người yêu gì đi ra đây nghỉ dưỡng mà này thì mình nghĩ là rất là lý tưởng nha, tại vì ở đây nó rất là yên tĩnh luôn. Ví dụ mình đi dạo này ha, tối buổi tối đi dạo xong thì vậy phòng ngủ ha, sáng ra ngắm hoàng hôn, anh ngắm bình minh chứ quên, sáng mình ra mình ngắm bình minh. Cái này nước kiểu mặn hả vậy? Có nước nước ngọt à? Đây nước ngọt mà. Ừ. Ủa, không phải biển hả? Không phải biển đâu, đây là nước ngọt mà. Đây hôm nay mà nước ngọt mà đâu phải nước mặn đâu. Ừ. Bây giờ mình về mình xuống tàu luôn nha. Ở sau còn trống kìa. Có người ta xuống rồi đó. Đó ta đang xuống đó. Thấy không? Đi nhận bạn gái hay là người yêu đi du lịch thì chắc là hấp dẫn lắm à.